Đấy, vườn sầu riêng sạch hữu cơ nha các bạn. Nước ở trong cái vườn nuôi ốc sâm của ốc ban chủ á, nó sẽ chảy vòng vòng qua cái vườn này. Và cái dinh dưỡng từ ốc sâm á, nó sẽ chảy theo các đường nước này và bơm lên để nuôi mấy cái cây sầu riêng sạch này. Đấy, các bạn xem đi. Mình dành mấy cái thảm cỏ bằng phẳng này để các đoàn tham quan đến trải nghiệm du lịch nông nghiệp có thể mà tự mang theo lều hoặc là thuê lều tại chỗ mình để mà ngủ nghỉ qua đêm, trải nghiệm một đêm trong vườn sầu riêng giữa cánh đồng bao la. Kia là những cái homestay cũng khá đầy đủ tiện nghi, các bạn có thể ở lại thoải mái. Đa số thì bây giờ các bạn tới hay thuê lều hoặc là tự mang theo lều để ngủ nghỉ ở khu vực này, cắm câu, một cua bắt cá, giải trí. Giờ thì mình đi đi lượm sầu riêng thôi. Sáng nào mình cũng đi vòng vòng cái vườn sầu riêng để mà xem có trái nào nó rụng không để mình lượm. Đây các bạn thấy không, sầu riêng trái nhóc trơn nè, đang chuẩn bị chín nè, ngày nào cũng ra lượm 2-3 trái hết á. Ui da. Đấy, sầu riêng hữu cơ sạch nên trái nó không có sai, một cây khoảng mười mấy trái trở lại. Để mình đi có trái nào nó rụng mình lượm cho các bạn xem. Ủa, ở đây nhớ hai trái rồi mà ta, sao còn có một trái à? Ồ, rõ ràng có kẻ đột nhập vô rồi. Lucky nha. Còn có con trái rồi ta. Có rụng ra bờ rào không? Lăn ra bờ rào không? Quái à. Nhớ hai trái mà sao còn có con trái à? Đây các bạn nè, thấy nè, rụng này nha, rụng này nha, đã chưa, sạch lủng lẳng nè, ăn tại vườn luôn, bao sạch. Rồi, mến chào các bạn nha. Các bạn muốn đến thì comment cho mình. Mình sẽ trả lời qua YouTube, TikTok, Zalo, Facebook và website. Nói chung mình có nghệ danh là Ốc Ban Chủ. Hãy liên hệ mình qua Ốc Ban Chủ.
Mến chào các bạn nhé.